Anh vào nghề được hơn 20 năm nhỉ anh nhỉ? 27 năm. 27 năm, gần 30 năm làm nghề. Và qua 30 năm làm nghề đấy thì cái điều gì anh cảm thấy rằng là mình thành công nhất trong nghề này? Cái thành công nhất nó không phải mang đến tiền bạc, có thể là mọi người sẽ không hiểu hoặc cho Dũng là nói xạo. Tại vì cái điều quan trọng nhất là mình làm, mình sống cho cái đam mê của mình. Và thứ hai nữa là mình phải biết hưởng thụ. Hưởng thụ với cái khả năng mình đang có. Ví dụ như một tháng mình có thể kiếm được 10 đồng đi, nhưng mà nó chiếm hết thời gian của Dũng thì Dũng chỉ cần nhận 5 đồng thôi. Và còn lại cái thời gian đó mình sẽ dành cho cái công việc nhiều. Chẳng hạn như đi tập gym, chơi thể thao, đi du lịch, hoặc là ở nhà nấu ăn. Rồi nói chung là rất là nhiều thứ mà mình cần phải quan tâm. Tất cả mọi thứ đó thì Dũng phải cảm ơn một người rất là quan trọng cho cuộc đời, đó là mẹ. Cảm thấy là tự hào là tại vì sao có đứa con đóng phim, nó không có tai tiếng gì hết. Và đi ra đường thì mỗi một ngày là một câu chuyện. Hôm qua nó hiếp con người ta kìa, bà có bầu rồi kìa. Cái nội bà lang thang. Nó nhiều chuyện lắm, nó rất là nhiều chuyện, vui lắm. Anh cảm thấy là nghề này mang đến cho anh điều gì là lớn lao nhất? Nghề này nó nuôi cái đam mê của Dũng. Nó đam mê của anh. Sống được với đam mê của mình, đó là hạnh phúc nhất cuộc đời. Nếu như mà có chọn lại thì kiếp sau Dũng như là diễn viên. Anh làm từ xưa tới giờ tất cả mọi công việc nó đều là duyên nợ. Thì cái phim này cũng vậy, đầu tiên họ không hề chọn mình, nó qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cái vai Kiệt nó cũng phải trở về với anh. Anh có đang lo lắng về tuổi tác của mình không? Thực ra đối với anh cái tuổi nó chỉ là một cái con số thôi. Chứ anh chưa bao giờ anh thấy anh già, và thậm chí bây giờ anh cảm thấy là anh giống như thằng 18 vậy đó. Tại vì sao? Cái gì? Nói thật, anh chưa bao giờ biết mệt. Đúng, có phát hiện ra là mắt hơi bị diễn thị. Nó chỉ như thế thôi. Vâng. Ở tuổi này thì anh còn cảm thấy mình hấp dẫn đúng không ạ? Tự nhiên mình tự cho mình là hấp dẫn sao? Thì đâu có, cái điều đó đâu có nên đâu đúng không? Rất hấp dẫn. Anh cảm ơn em nhé. Bằng chứng là hàng trưa và hàng chiều ở các cơ quan công sở hiện nay là các chị, các bà mẹ là liên tục nói về anh. Nói say sưa anh. Mà họ nói suốt ngày. Chứng tỏ là phải có sự hấp dẫn đúng không anh? Không chỉ là từ nhân vật trong phim mà phải có cả sự hấp dẫn đến từ ngoại hình của anh nữa. Và ngày hôm nay em, bản thân em thấy là gặp anh em cảm thấy rất vui. Nhưng gương mặt của anh rất hào sảng. Rõ ràng là khi bọn em mà ngồi đấy để so sánh với anh là bọn em thua rồi. Đặc biệt là thua về độ phong độ. Thời điểm này thì anh đã khó tính hơn, anh đã khắt khe hơn một cái cung bậc khác cho việc lựa chọn một cái tác phẩm nào đó mình tham gia không ạ? Ai cũng vậy hết. Vâng. Ai cũng có cái quyền. Sau bao nhiêu năm làm nghề thì chúng ta có tích lũy những cái kinh nghiệm. Mà chúng ta không cho phép những cái người mà có nghĩa là làm nghề mà cái kiểu mà vô cẩu thả được. Vâng. Tại vì trong một cái đội ngũ nó cần một cái sự đồng điệu nhau. Đóng phim mà nói chỉ cần anh giỏi, còn mấy những người khác anh không quan tâm thì anh hoàn toàn là anh sai. Hai anh em mình đóng vai cha con đi. Mà nếu như em diễn đơ và anh thì diễn quá, lúc mà con mình nó sắp chết, nó bị ung thư chết rồi, sắp sửa lìa đời rồi, khán giả người ta coi hàng điên, nó tắt tivi liền. Em hiểu không? Nó sẽ không có gây được một cái cảm xúc, chứ đừng có nói mà người ta có thể người ta nhìn em quá thêm mấy phút nữa. Mình ít đóng phim thì mình bây giờ mình phải biết là mình khi mà mình làm ra thì cái sản phẩm mình nó phải tốt để cho khán giả người ta có thể thưởng thức. Trong cuộc sống thì sao ạ? Anh có phải là người khắc nghiệt với cả bản thân mình hay là những người xung quanh? Không không, Dũng chuyên môn là đầu tiên trong những cái cuộc đi chơi hoặc là bạn bè nhà có tiệc tùng thì Dũng là cái người nấu ăn cho mọi người. Thậm chí là mình không có mặt ở đó. Ngày hôm đó mình rất là bận, nhưng mà cũng phải đi ra chợ hoặc là gọi điện thoại kêu người ta mang sườn heo, xương đồ tới, rồi rau tới, tôm cá rồi làm xong rồi nấu súp. Trong một cái đám anh em thì tụi nó lợi dụng mình lắm. Nó biết mình nấu ăn, nó biết thằng anh nó nấu ăn ngon nên nó lúc nào cũng vậy. Em thích ăn lẩu. Thường cái món mà tụi nó thích là món lẩu tôm. Tại vì thực ra lẩu tôm thì cái món của anh nấu thì nó không có giống bất cứ một cái người nào. Để kể cho mọi người nghe là trong một cái chuyến đi châu Âu vừa rồi, tự nhiên nó đi sang Áo, em cứ biết mùa đông mà nó lạnh. Tụi nó ăn đồ Tây đã, cái xong cái nó nói làm sao? Anh Dũng ơi, bây giờ tối đêm nay em ước gì có ai làm thịt cuốn bánh tráng với tôm chua, rồi lẩu Thái không? Cái mà anh cũng phải lặn lội vô siêu thị, anh mua làm sao mà anh nấu nguyên cái nồi lẩu Thái. Rồi xong rồi anh phải thịt luộc cuốn bánh tráng cho chúng nó ăn. Thế còn với một nửa cuộc đời anh thì sao? Cái một người đàn ông nó có ba cột mốc. Ví dụ như tới 18 đi, thì tới 25 thì chúng đó chúng ta vừa ra trường và chúng ta gầy dựng sự nghiệp đi. Và từ 25 cho tới 35 thì bắt đầu lúc đó thì chúng ta có một chút sự nghiệp và nghĩ tới vấn đề xây dựng gia đình đúng không? Và khi bắt đầu từ 45 trở lên đó, thì bắt đầu là chúng ta đã có một cái gì đó gọi là của để dành. Dũng bây giờ đang ở cái ngưỡng cửa là ngoài 45. Thì đây là cái thời gian mà mình không còn nghĩ tới cái chuyện mà tình cảm nó là quan trọng nữa. Mà cái điều quan trọng nhất là mỗi ngày mình mong mẹ mình sống khỏe và mỗi ngày mong cho bà ăn nhiều hơn mình. Đó là cái vui. Và cái thứ hai nữa là mình được đi nhiều nơi và làm được những cái công việc mình thích.
tại vì mình còn sức khỏe, mình còn mặc được những bộ đồ đẹp. Bây giờ mẹ anh còn xem anh trên tivi không? Còn đón mẹ anh vẫn xem, mà phim Game Gạo Nếp Gạo Tẻ thì mẹ anh vừa xem vừa chửi. Cái anh có con cháu nó 15-16 tuổi, cái nó con mệt bà nội quá, ngày nào bà nội coi bà nội cũng chửi xong cái mà bà nội khóc xong cái bà nội ngủ xong bà nội thức dậy cái bà nội chửi tiếp. Và trong ghế không tượng như anh nhớ luôn luôn có một phút nói thật. Và anh ơi, anh hãy nhìn thẳng về phía trước kia nhé. Chưa bao giờ con cháu của má nói với má, thí dụ như chẳng hạn như là thương má nhiều chẳng hạn, hay là ôm hung má. Đặc biệt là ở Việt Nam mình thì cái tình cảm á, nó giấu trong lòng nhiều hơn là thể hiện ở bên ngoài. Nhà có 7 anh chị em thì má thương con nhất, tại vì con là con trai út và con chưa có vợ. Má còn nói với con một điều là sau này má mất rồi á, thì bây giờ thì chỉ có một mình con thôi. Nhưng mà khi mà con già rồi á, lúc đó ai chỉ chăm sóc con giống như là bây giờ con chăm sóc má vậy. Thì thực ra thì cái điều đó nó không quan trọng. Nhưng mà con hạnh phúc nhất hơn tất cả mọi người, hơn tất cả những người bạn trang lứa của con, đó là má không phải là gánh nặng của con. Má đã đón trước được hết tất cả mọi chuyện, má đã làm hết tất cả mọi chuyện để cho tụi con đời, tụi con được sướng. Má là tất cả của con.